sao chiếc tay vội vã như thế cùng đi, bởi vì suy nghĩ của em bây giờ đã khác xưa. Dù không nói ra anh cũng hiểu là em đã có ai rồi, vì bên cạnh anh đâu bằng bên người mới. Bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. Bởi vì bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. Thời gian lãng phí, từ khi anh cứ đi
Thank you.
trong tay của người khác ấy. Sao em quên được khoảnh khắc ấy? Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi. Sẽ những ba lần đầu chia ly cũng là lần cuối đi xin. We'll be right back.